album The Man 2012. Đây cũng là một món quà, là lời tri ân của hai chàng trai Lê Hoàng và Tiến Dũng của The Man, mong muốn gửi đến tất cả các bạn khán giả yêu âm nhạc. Một tràng pháo tay thật lớn để cùng chờ đón hai người chính chúng ta, đây chính là nhóm The Man. Xin mời anh Lê Hoàng và Tiến Dũng ạ. Thì mình cảm thấy rất là vui vì mình đã có một sản phẩm đầu tiên trong năm, đó là một mini album The Man 2012. Hy vọng tất cả mọi người sẽ luôn luôn đón nhận những sản phẩm của The Man. Cảm thấy rất là vui, từ hôm nay mọi người đến rất là đông đủ, cũng như các anh chị phóng viên báo đài, cũng như các bạn fan, mọi người đến rất là đông đủ. Hy vọng những dịp sau The Man lại có những sản phẩm không chỉ riêng cho tất cả các khán giả trên cả nước, mà sẽ dành cho cả các bạn fan ở mỗi tỉnh nữa. Thì The Man hy vọng là hôm nay mọi người sẽ có một buổi pop rất là vui và hoành tráng nhất từ trước giờ của The Man. Đầu tiên như Thu Thủy gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả, các quý vị độc giả của báo Thế Giới Văn Hóa. Thì ngày hôm nay Thu Thủy rất là cảm thấy rất là vui, bởi vì Thủy là với nhóm The Man là những người bạn rất là thân với nhau. Bởi vì có những sự kiện của mỗi người thì luôn luôn có mặt của The Man, cũng như là sự kiện của The Man thì luôn luôn có mặt của Thu Thủy. Với một tư cách là một người bạn thì ngày hôm nay thì Thủy cũng không biết nói gì hơn là xin chúc cho The Man luôn thành công hơn, được khán giả ủng hộ nhiều hơn và có thật là nhiều bài hát hay hơn.